Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quay lại đến The Joy of Creation. Ủa làm sao để chỉnh tốc độ chuột á? Cái game này chỉnh tốc độ chuột ai? Là mình phải giờ phải chạy trốn khỏi một con gọi là gấu mẹ vĩ đại. Tụi mình có 50 giây. Thấy cái áo nào mà chúng mình làm được trong vòng 50 giây đi. Dịch nhau đi. Đây. Nghe cái hình đó đó hả? Hãy nghe tiếng bước chân của nó và bắt đầu cầu nguyện là đừng do chúng nó bắt mình phải tặng quà cho nó. Điểm mấu chốt trong đây là không được gây tiếng động hoặc là không nhìn thấy nó được. Nó đó, gấu mẹ vĩ đại đó, nhìn thấy nó chưa? Nó đó. Giờ chúng ta đã fail nhiệm vụ. Hãy lắng nghe. Tôi nghĩ là nó đã thấy chúng ta rồi. Cô mẹ đâu nhỉ? Lùi. Thấy đèn đằng đó không? Nó đó. Bây giờ chúng ta không được chết. Và chúng ta sẽ chết trong giây lát thôi. Mục tiêu của chúng ta là không để nó phát hiện cho chúng ta. Nghĩ nó ra thấy chúng ta rồi. Từ từ nha. Không, nó đây đi chỗ khác rồi. Giờ phải đợi thôi. Nếu nghe thấy tiếng bước chân nó hãy xác định nó đang đứng ở đâu. Đó là cách tốt nhất để sống sót trong game này. Hiện giờ tôi cũng chẳng biết nó đang đứng ở đâu nữa. Xin lỗi mấy bạn, là mình đang quay ở tiệm game nên có một số tiếng động thôi. Nhìn thấy nó chưa? Gấu mè vĩ đại đó. Lùi về một chút. Xác định nó ở đâu. Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ không chết. Đó. Đến đây.